Mỗi ngày, cuộc sống ban cho ta hàng trăm sự lựa chọn. Mỗi cánh cửa mở ra có thể đưa ta tới con đường mới. Và đây chính là cánh cửa chúng tôi chọn. Mở ra con đường chúng tôi đi, con đường đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn. Trải qua hơn 35 năm lịch sử với bề dày tăng trưởng và phát triển không ngừng, ngày hôm nay, Vinapco tự hào là đơn vị hàng đầu cung ứng chuỗi dịch vụ logistics tích hợp đa dạng, giúp nối dài chuỗi cung ứng của khách hàng với các dịch vụ vận tải biển, dịch vụ kho và các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ vận tải bộ, dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế. Hiện nay, Vinapco sở hữu đội tàu container chuyên tuyến vận chuyển Bắc, Trung, Nam, đem đến cho khách hàng những phương án vận chuyển linh hoạt dựa trên lịch tàu ổn định. Hơn 200.000 m2 kho bãi được chúng tôi lựa chọn xây dựng tại các vị trí kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phân phối hàng hóa tại 63 tỉnh thành. Cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hệ thống lưu trữ hàng hóa, chúng tôi tự tin xử lý khối lượng giao dịch lớn, phức tạp và kiểm soát chính xác khối lượng hàng hóa tồn kho. Thấu hiểu trăn trở của khách hàng, chúng tôi kiến tạo giải pháp giá trị gia tăng toàn diện nhằm gia tăng hiệu quả và tối ưu hóa các giai đoạn trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Đồng hành cùng Vinapco, quý khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ vận tải bộ với đa dạng luồng tuyến, đa dạng loại hình phương tiện và kết hợp đa dạng các mô hình vận chuyển, từ đó mang đến giải pháp vận tải hiệu quả và phục vụ tối đa yêu cầu của khách hàng. Nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của khách hàng, Vinapco cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế cùng với dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu tại các cảng biển, sân bay, cửa khẩu và các điểm thông quan xuất nhập khẩu trên toàn quốc. Mọi hoạt động tại Vinapco luôn được vận hành trơn tru, hiệu quả, không chỉ bởi sự vận động mạnh mẽ từ những khối động cơ mà còn bởi sự vận động trí óc, khả năng điều phối nhịp nhàng của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp để từ đó mang dịch vụ logistics ưu việt tới khách hàng. Hơn cả những dịch vụ logistics đơn lẻ, chúng tôi mang đến giải pháp được đo ni đóng giày cho từng nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp. Trước những biến động của thị trường, chúng tôi cam kết đồng hành, thích ứng linh hoạt và giải quyết nhanh chóng để duy trì sự kinh doanh liên tục của khách hàng. Mỗi ngày trôi qua là một sự trưởng thành, chúng tôi luôn biết ơn và thấu hiểu rằng những gì Vinapco có được hôm nay là nhờ sự tín nhiệm của đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi. Vinapco kết nối những giá trị của chúng tôi đến những điều bạn trân quý. Vinapco, Think Supply Chain.